Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Cho Song-ui cho hay ông Kim Jong-un sẽ sớm quyết định là có nên tiếp tục thương thảo với Mỹ hay không, cũng như cân nhắc lại việc ngừng thử nguyên tử và bắn thử hỏa tiễn tầm xa. Bà Cho Song-ui cho rằng phía Mỹ đã mất đi cơ hội bằng vàng và Bắc Hàn đã vô cùng thất vọng về việc hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào tại cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội vừa qua. Bà Choi nói rằng Bình Nhưỡng nay không có ý định thỏa hiệp hay tiếp tục cuộc thương thảo trừ khi phía Mỹ có những hành động đáp ứng các thay đổi mà phía Bắc Hàn đã thi hành như ngừng thử nguyên tử hay bắn hỏa tiễn trong 15 tháng qua, đồng thời cũng đòi Washington phải thay đổi cải cách tính toán chính trị của mình. Bà Cho nói rằng Chủ tịch Kim đã rất ngạc nhiên về lập trường thương thảo lạ lùng của phía Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng, thì các đòi hỏi cứng rắn của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã tạo ra bầu không khí thù hằn và nghi kỵ. Dù vậy, bà Châu cho hay mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo vẫn rất tốt đẹp và hai bên có sự cảm thông tốt đẹp lạ thường. Theo bà Châu, việc có tiếp tục duy trì ngừng thử võ khí hay không nay hoàn toàn tùy thuộc vào Chủ tịch Kim Jong-un, và bà tin rằng ông Un sẽ nói rõ lập trường của mình trong thời gian ngắn tới đây.